Cảnh báo, game này có những hình ảnh chớp lóa gây ảnh hưởng đến những bạn nào đang bị cơn đau đầu làm tổn thương my friend. Cho nên là có chơi có chịu, dễ dẫn đến giật kinh phòng nữa. Ok, yes luôn my friend. Mình đâu có sợ. Hello my friend and welcome to the game The Arrowhead. Không, không, người ta gọi dùng từ The được. Hình như là chữ Arrowhead gọi là D. D Arrowhead. Vậy quá, phải không ta? Tiếng Anh 5 trên 10 mà. Mình dịch sao my friend cứ nghe là vậy đi ok. Vụ tai nạn ở cái chỗ thằng đầu mũi tên my friend. Đang đau đầu có nên chơi game này không? Chúa biết được. Biết đâu chơi game này xong hết đau đầu sao? Phải lấy độc trị độc. Mình không thể ngủ được. Mình không nên thức khuya như thế này. Chắc đau đầu quá nên thức khuya đó mà. Tiếng mở cửa nghe sinh động vãi. Cái gì? Mình không thực sự mệt mỏi. Đúng vậy. Tầm này giờ này mình có off stream mình không đi ngủ được. Tại vì đau đầu quá. Vừa nghe tiếng còi cảnh sát kìa. Wait what? Cái gì đây? Đường link Discord dẫn đến một cái hội nhóm group nào đó. Một cái kiểu quảng cáo khá là trá hình đấy my friend. Nên báo công an bắt thằng này không biết. Ok. Không nên làm như vậy. Không thấy khỉ gió gì hết my friend. Ok. The hell. Nhầm nhầm nhầm. Nhầm nhầm nhầm. My friend bảo tiếng Anh đâu. Đó, mình vừa lồng tiếng Anh mà cho my friend nghe rồi đó. Game nó không có tiếng thì mình phải có trách nhiệm lồng tiếng thay cho game một cái. Sao lồng mèo lại dính trong mồm mình thế này? Vừa rồi cái bánh vừa rồi dính lồng mèo cái. Nơi này thật là lộn xộn, mình phải dọn dẹp tất cả những cái thứ gọi là còn thừa ở đây mới được. Nhân vật có tiêu chuẩn rất là cao mày friend. Đối với Dũng như thế này là quá gọn gàng luôn. Nhà mình mà gọn gàng được như thế này thì xin lỗi luôn mày friend. Nhà mình bị dơ như bừa bộn gấp 10 lần. Bây giờ ngồi liếc qua liếc lại nhìn cái bàn là thấy chán rồi đấy. Thế này mà lộn xộn sao? Mùi vị cái này giống như thịt gà hả? Cái gì vậy biết? Ok, thật là kinh tởm nữa chứ. What? Sạch sẽ gọn gàng thế này mà. Tại sao mình lại làm món ăn này? Ai biết? À, mình phải nhớ nơi mình để điện thoại hả? Ok, thằng này có điện thoại cũng khá giống mình mày bên em. Điện thoại của mình nè. Ok, điện thoại của nó kìa. Nói chung là điện thoại của nó ngắn hơn của mình với dẹt hơn tí cho điện thoại mình hơi dài thôi. Nhưng mà các nút trên này thì nhìn khá giống nhau mấy anh. Có chức năng là nó gọi nút gọi tổng đài, gọi là cảnh sát này đó. Nút thứ hai là gọi cấp cứu này, nút số 3 gọi chữa cháy này, nút số 4 là gọi mấy friend này đấy à. Nút số 5 là làm gì mấy em biết đâu. Ban một bạn ngẫu nhiên lên kênh chat. Ok. Đây mới là cái what? Sao cái này lại giống cái điện thoại của mình quá vậy? Holy shit, y chang luôn đấy mấy. Ủa vậy chứ cái vừa rồi là cái điện thoại, còn cái này là cái gì? Chắc cũng là một cái điện thoại đấy mấy friend. Mặc dù game nó dịch là cái điều khiển tivi, nhưng mà mình không nghĩ rằng là nó là cái điều khiển tivi được. Tại vì mình cũng có một cái y chang như vậy mà đối với mình thì nó là cái điện thoại. Mình không cần phải ra ngoài à? Ok, ủa chứ game này nói về cái gì vậy? Super fast jellyfish build steel bread. À, những đồ cần phải đi mua đấy mấy friend. Jellyfish là cái gì đó, mực hay là không phải? Jellyfish là cái gì trời? Con gì sống dưới biển đấy, quên tên. Thịt bò này, bánh mì này. Dọn dẹp cái nào. Nhầm 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 nhầm, ăn hết ăn hết. Ăn không chừa một cái gì hết. Thức ăn này để đây lâu chưa vậy? Hello. Không biết là để lâu chưa mà cứ bỏ vào mồm như đúng rồi ấy. Bây giờ hãy vứt tất cả ra ngoài hả? Ok, mình dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi ok. Hello Miu, đi đâu về á? Hui ạ, bắt được Miu rồi bên. Tất cả công việc này làm cho mình hơi đói rồi. Mình cần phải đi đặt pizza ngay lập tức. Số pizza là gì mình không biết. Nhưng mà đây là Miu mà bên. Miu thì chắc các bạn có biết. Hello các bạn, đây Miu. Dạ bộ, chào các bạn trên kênh chat một tí. Xin chào, tôi là Miu. Nhìn gương mặt vừa đi chơi về mà bên. Sao nhìn Miu bất mãn với cuộc sống vậy? Giả bộ nở một nụ cười xem. Cho các bạn biết là cuộc sống của mình hạnh phúc như thế nào đi Miu. Ở với mình có vui không Miu? Sống với mình có hạnh phúc không? Có hả? Nhìn mặt Miu thấy nha mấy friend. Không phải ai mà có được cái đặc quyền là được dùng nuôi nhốt như vậy đâu ok. Thấy chưa? Tâm trạng và cảm xúc lúc nào. Đó, vừa rồi là cái tiếng mèo trong hạnh phúc đó mấy friend. Chứ không phải là tiếng mèo trong bất hạnh đâu. Jellyfish là sứa hả? Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn Nectar đã nhắc mình. Mình biết jellyfish là gì trong đầu ok, nhưng mà mình không dịch qua tiếng Việt được. Lý do tại vì não bộ hôm nay nó hoạt động không được 100% công suất mà friend, chỉ hoạt động được 20% thôi.
Đây là số điện thoại pizza, my friend. Bây giờ mình sẽ đi đặt pizza, ok? Yes. Hello, xin chào. Tôi muốn đặt một cái pizza gọi là pepperoni cỡ vừa, my friend. Vào cái địa chỉ là 4320, cái đường Arrowhead gì đó. Mình trong lúc chờ đợi mình sẽ để gọi là ngồi coi TV, my friend. Let's go. Tin tức khẩn cấp. Ok, bạn nào trên kênh chat dịch được cái nội dung vừa rồi mình cho 10.000. Cái gì đấy? Sao pizza chỉ đến nhanh vậy? Vừa rồi cái TV nói cái gì á? Nghe không hiểu gì hết. Bình thường là nếu như mà nó anh phát thanh viên không bị biến dạng nhiều quá thì mình còn nghe được đầy đủ, my friend. Đằng này cái giọng của anh TV này kém chất lượng, chắc là câu chùa của nhà hàng xóm, my friend, cho nên là nghe nó ba chấm quá, không nghe được cái gì hết. Chìa khóa nhà đâu rồi? What the hell? Đây rồi, chìa khóa nhà đây. Ủa pizza đâu? Hello? The hell? Sao pizza lại đến những cái hộp lớn như thế này nữa hả? Khoan, mình có đặt một cái camera không? Chắc là mình đặt cái camera này lâu lắm rồi mình không nhớ, my friend. Wow, jeez, thực tế quá, vãi kích quá. Zoom được rồi nè. Để chụp hình cái nhà rồi xem nào. What the hell? Sao lại bị cháy cầu chì rồi? Bé vẹt này có thấy trước mặt là có một cái con ở đứng đó không? Cầu chì thì như nằm ở trong cái hành lang vậy đó, nếu mình nhớ không nhầm hả? Hello? Tối như con chó vậy sao chơi? Encoding error là sao? Là bị lỗi mã hóa, my friend. What the fuck? Không chơi được! Game này sao chơi? Tối quá à! Hả? Cất camera thì không thấy đường luôn. Mình mà nhớ cái điện thoại nằm đâu, my friend. Cầm điện thoại lên được không? À, no. Thôi thì cầm camera cũng được. Không sao, không vấn đề gì hết. Ngồi xe xe. Cái gì đây? Đừng có encoding ra được coi nào. Hello. Má. À, mất một cái cầu chì, my friend. Mình phải bật cái điện này lên càng sớm càng tốt, tại vì mình nghĩ là mình đang bị ảo giác rồi, ok? Có một vài cái cầu chì ở trong cái tủ quần áo của mình. GG. Đừng có encoding error nữa, lạy Chúa. Com. À, cái gì tao đang tắt phát. Đêm hôm đang đau đầu nữa. Cái gì đó? Mình phải trốn đâu trong gầm giường hả? Nó hay lắm nhân vật. Mình trốn như gầm giường này nha, mấy friend. Người không là gì nếu như không có ánh sáng của mình. Thì em nói vậy. Ta biết người muốn được nhìn thấy. Nhìn đi. Kamehame. Chuẩn bị ma xuất hiện này. 3 2 1 2 3 2 Đến khúc này thì mình không biết nhà phát hành game nó muốn làm gì mà mình đang đau đầu quá. Shit, chú tôi dậy. Mình đang đau đầu vừa sợ mấy bạn. Nãy là mình có hai sự lựa chọn, một là chạy đến tút xuống hành lang và cắm cái cầu chì vào là sẽ có điện lại, ok? Hai là nhân vật bảo trốn dưới gầm giường, mình chọn phương án 2 là mình trốn dưới gầm giường. Và bây giờ mình đang hối hận vì cái sự lựa chọn của mình, ok? Thôi để mình ra ngoài đây.
Ai mà rồi chả chết? Vấn đề là... Ừ, gì vậy? Má cái giường là mét hồn con. Ai mà chả phải chết, my friend. Vấn đề là... chết dài, chết trẻ thôi, my friend. Mọi người coi. Cái camera chích tịt này. Đầu tiên. Run. Wait what? Hàng xóm nói rằng tại sao đèn lại tắt rồi? Đừng cứ làm tôi ra ngoài đấy. Ủa sao cái hành lang này dài hơn hồi này rồi? What the fuck? Ở đây rồi. Whee! There we go. Có điện rồi nha mấy friend. Hàng xóm lại tiếp tục la lên là mày đừng có đùa giỡn với bóng đèn nữa. Không tao ra ngoài tao đập chết đấy. Rồi xong. Có người đấm chết hàng xóm rồi đó. Đừng lo lắng người hàng xóm à. Không còn nguy hiểm gì đây nữa đâu. Cậu có thể la để cho tôi biết là cậu ổn được chứ. Ai đang nói vậy? La cái gì cơ? Mình cần phải ra khỏi đây ngay lập tức mà friend. Nhân vật nói ok. Đường ra đường nào? Mình mới đến chung cư lần đầu không biết đường ra nằm chỗ nào hết. Theo như logic thì đường ra sẽ nằm ở đường thẳng này mà friend. Những cái khu chung cư thì thường thường sẽ là như vậy. Đúng không vậy? Ok. Hàng xóm này đang gào thét vì những tiếng ồn này mấy friend. GG. Tại sao mình cầm camera lên? Mình biết camera tối lắm không thấy được. Ủa nhà mình đâu? Nhà mình kia mấy friend. Đừng ra đâu kìa, đừng ra kìa, đừng ra kìa. Đừng ra trước mặt kìa. Rất gần nhưng mà cũng rất xa kìa. Hay là mình chạy về gầm giường trốn ta? Sao tối quá vậy? Wait what? À, nhân vật bảo là không mệt mày friend, không muốn trốn, không muốn ngủ. Nhân vật muốn chết, muốn ra ngoài mày friend. Người bình thường người ta thông minh, người ta đóng cửa, người ta nhốt mình lại trong phòng chứ. Thằng này bây giờ muốn chết, cho nó chết. Hả? Mình không có chìa khóa hả? Có một tên khốn nạn nó đáng lý phải chơi cho mình chìa khóa vài tháng trước. Và bây giờ mình cần phải lấy chìa khóa của nó là sao? Thằng hàng xóm hả? Neighbor hả? Ok. Sao lại quay đầu vào chỗ chết vậy? Hay là bây giờ mày chết đúng không? Hello. Mở cửa được nè. Mày là đúng rồi đó. Mấy fan đánh đúng rồi đó. Giảm nhỏ volume lại đi hả? Where the hell did he go, my friend? Hắn ta đi đâu rồi này chứ? Nhân vật đang tỏ ra vui tính hay sao vậy? Ai chả biết trong này có quái vật. Pali, làm ơn, cứu tôi với. Mật mã, nghe này. Sáu một hai hai, my friend. Mật mã là 6122, ok. Ma! Vừa rồi mình nhập xong mật mã, mình cứ sợ bị giết, my friend. Thường thường game cái gì là vậy đó. Sau khi my friend gọi là chạm đến một cái gì đó gọi là dấu mốc quan trọng là sẽ bị. Ta yêu cầu người giúp đỡ, hàng xóm à. Làm ơn. Vào đi. Chìa khóa thì ở trong cái tủ. Tủ gì á? Drawer nào á? Ủa trên đây chìa khóa gì? Chạy được không? Chạy được nè. Cái gì đây? Chìa khóa rồi, chìa khóa gì á? Chúng mày chìa khóa cửa đây. Chìa khóa rồi là chìa khóa phòng mày friend. Chìa khóa phòng nào trong này nè? Cuộc đời. Chìa khóa này hả? Chìa khóa cửa này hả? Tạm biệt mấy friend, vĩnh biệt mấy friend. Lock đã bị khóa.
Phải có một cái chìa khóa khác ở đâu đó hả? Ủa chứ... Này mình lượm cái chìa khóa này, chìa khóa gì? Hello? Tối quá không thấy gì. Ủa cái gì đây nữa? Đây có một cái ổ khóa này nè. Got it! Thì ra là chìa khóa này my friend. Chìa khóa này mở ra chìa... có vẻ giống như là chữ viết tay của mình thì mới ghê chứ. Sao lại chữ viết tay của mình ở đây? Get out now, get out, get out, get out. Get out thì get out. Làm gì căng. Nghiêm nghiêm quý. Không trốn được, cũng không ngủ được. Gơ gơ. Ê hey, yo, cái gì đây? Giống như là bức tranh của cái cửa sổ nhà mình hả? Cửa sổ nào cơ? Ok, tạm biệt mấy fan nha. Vĩnh biệt. Lời chào vĩnh biệt. Nãy giờ mấy fan thấy không? Mình toàn tìm những cái cách để gọi là bảo toàn cái mạng sống của nhân vật. Nhưng mà nói chung là điều kiện khách quan không cho phép. Với lại nhân vật nó không muốn cho nên là phải chết thôi. Đây rồi, chìa khóa đây rồi. Chắc chắn chìa khóa này mở được cánh cửa này rồi. Và giờ phút này đã đến rồi. Kame. Kame. Hello. Biết trước rồi. Nhưng vẫn hơi sợ đấy. Mình tưởng là... Ủa? Chưa hết game, chưa hết game. Bác sĩ bảo chưa hết game. Vẫn chạy được, vẫn chạy được. You ship để ra khỏi đây, you ship để ra khỏi đây. Gì vậy? Cái gì kéo mình lại á? Mấy fan thấy không? Theo mấy fan bảo vừa rồi chạy được không? Nếu như mà mình không quay đầu lại thì mình có chạy được không? Cái khúc mà đến cái chỗ đèn đỏ đó, lúc đó mình bị cây bàn nó kẹt lại một phát cho nên là mình bị trễ mất mấy giây á. Xong rồi chạy đến nơi là mình bắt đầu còn quay đầu lại phát nữa. Có lẽ nào? Thôi kệ đi. Dù sao thì mình cũng kiếm được cái end đó rồi mấy fan. Chơi game kinh dị chỉ nên chơi một lần, không nên chơi lại lần hai my friend. Chơi lại lần hai nó mất đi cái sự bất ngờ rồi. Chấp nhận cái kết thúc và kết cục của mình đi. Đó mới là cuộc sống. Đúng vậy. Giống như cách mà người yêu cũ đã bỏ my friend và đi theo thằng khác vậy. Chính xác. Không gì có thể quay trở lại được my friend. Thời gian là luôn luôn đi về phía trước nha. Không có thời gian là đi về phía sau ấy. Chờ đến khi là các nhà khoa học họ chế ra cổ máy gọi là quay về quá khứ cả đã. Sao lông mèo dính đầy mồm mính này ta. Cảm ơn my friend đã xem. Chúc my friend mọi người tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại my friend. Bye bye. Ha ha ha.